Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 11 tháng 11 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến ngập nhà những cái mặt hàng kg và rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp với giá cực kỳ là rẻ, hàng như là giá như là tặng luôn cô chú anh chị ạ, để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là em có hôm nay thì em có cái dòng lan quế tím ạ. Với dòng lan mà cái mùi hương thơm có thể sánh với cả dòng hoàng nhạn luôn cô chú anh chị nhé. Cây vừa tầm ghép vừa sinh, bây giờ cô chú anh chị về ghép thì sang xuân mình có những cái giò lan quế tím rất là đẹp để mà thưởng thức những cái bông hoa thơm tuyệt vời của nó rồi. Có 140.000 cho 1 kg dáng hương quế tím thôi ạ. Em sẽ bán từ 0,3 kg, tức là hơn 40.000 một chút thôi. 40.000 thôi cô chú anh chị có giò lan đẹp rồi nhá. Và bên này thì em có một cái lô, đây là lô quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 đấy ạ. Lô quế lan hương này cũng về cô chú anh chị làm được một giò đẹp luôn này cô chú anh chị này. Và lô quế lan hương này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho lô quế lan hương nhé, quế trắng tháng 8 ạ. Và sang bên này đây sẽ là em có bên này là lô này em gọi là lô thứ hai. Lô thứ hai này thì có khoảng tầm 6 cây hay là 7 cây gì đó. Cái lô này em bán là 100.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng này. Hoa cánh trắng lượt là không tì vết luôn ạ. Với giá em bán chỉ có 100.000 trong 1 kg thôi. Hiện tại thì cây đã bắt đầu là cây đã đứng hết ngọn rồi, chuẩn bị tích dưỡng chất để chờ hoa xuân. Sau bên này đây sẽ là những cái dải hoàng thảo vảy rồng vừa tầm ghép rất là tuyệt vời luôn. Có 110.000 cho 1 kg thôi, một cái dòng lan mà có sức sống mãnh liệt với mỗi một cái giả hành có thể cho một cái chùm hoa vàng to đùng rực rỡ luôn ạ. Và sau bên này đây ạ là những cái cây hoàng thảo hoàng lạp cắt tỉa khá là kỹ lưỡng luôn rồi cô chú anh chị này. Đó, hàng xanh lá đẹp như thế này. Cái dòng lan hoàng thảo hoàng lạp em bán với giá là 120.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây thì em có dáng hương tam bảo sắc ạ. Dáng hương tam bảo sắc thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân giúp em. Những cây dáng hương tam bảo sắc em bán với giá là 150.000 cho 1 kg dáng hương tam bảo sắc thôi cô chú anh chị nhé. 1 kg thì cô chú anh chị đã được những giò lan rất là to và đẹp rồi. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể mua theo phần này. Ở đây thì em có chia theo phần ạ. Phần này em gọi là phần số 1 luôn này cô chú anh chị này. Phần số 1 này em có hẳn là 10 cây luôn nhé. Thì em bán có 50.000 thôi ạ. Phần số 2 là có 6 cây. Đấy, phần này thì em bán với giá là cũng 50.000. Và phần tiếp theo sẽ là phần số 3. Phần số 3 này thì cũng có 5 cây ạ. 5 cây to luôn cô chú anh chị nhé. Với giá 50.000 thôi. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hài dâu xanh ạ. Dòng lan hài dâu xanh. Đấy, hàng thân mập nù và lá ngắn đẹp như thế này. Một cái dòng lan hài mà mang hình dáng, hoa mang hình dáng những chiếc hài. Với những cái chòm dâu đẹp một cách độc đáo luôn. Em bán chỉ có 100.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,5 kg nhé. Tức là 50.000 thôi thì cô chú anh chị có những cái dòng lan đẹp rồi ạ. Và bên này đây ạ, đây là dòng lan hoàng thảo hoàng phi hạc cô chú anh chị nhé. Dòng hoàng thảo mùa này thì đã bắt đầu là gần như là xuống lá hết đây cô chú anh chị này. Với những cái thân mập căng nú luôn và hàng cắt tỉa rất là kỹ luôn cô chú anh chị nhìn thân ạ. Cắt tỉa, những cái rề cắt tỉa rất là kỹ luôn. Thì những cái thân còn lại này thì gần như là đều có thể cho hoa hết rồi. Giá em bán chỉ có 120.000 cho 1 kg hoàng phi hạc thôi ạ. Cái dòng lan cũng rất là dễ thuần, dễ chăm với những cái bông hoa cực kỳ là sắc nét luôn. Có thể sổ họng đen hoặc là có thể sổ họng vàng cô chú anh chị nhé. Nói chung là mùa này thì cô chú anh chị lấy là cực kỳ là yên tâm, sẽ chơi hoa một mùa trọn vẹn nhất. Và những cái cây giống gọi là cây giống đẹp nhất trong cái tầm ghép thời điểm tuyệt vời nhất trong năm để cô chú anh chị có thể ghép và thưởng thức hoa trọn vẹn nhất ạ. Bên này đây thì em có hai cái hình châu Thái đây. Hình này em gọi là cái hình số 1 nhé cô chú anh chị nhé. Đây, hình số 1, hai cây lá mít rất là đẹp luôn. Em bán cái hình này với giá là 160.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 2, hình này có đến 4 cây ạ. 4 cây đai châu Thái. 4 cây này thì về cô chú anh chị có thể làm hai giò đẹp luôn.
ấy có hơi lỗi lá một chút xíu thôi. Và hai cây này thì em bán với giá chỉ có 150.000 thôi, 4 cây nhá. Hoặc là không thì cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo chậu này cho em ạ. Mỗi một chậu đai châu Thái như vậy là cô chú anh chị thấy là nó đã có nụ hoa hết rồi. Nó sẽ rơi vào 4 cặp lá trở lên nhá. Đây ạ. Cây nào cũng như cây nào là đều đảm bảo cô chú anh chị là đều đã có nụ. Đó. Thì một cái chậu đai châu Thái như vậy, hàng này hàng trồng thuần tại vườn Việt Nam mình, nên là về cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chờ hoa thôi. Đảm bảo là một mùa đẹp đẹp một cách trọn vẹn nhất, với giá chỉ có 120.000 trong một chậu thôi nhé. Trồng bằng chậu nhựa hoặc là chậu đất nung, và với giá thể là than củi nhá. Hàng này thì về cô chú anh chị có thể sang chậu hoặc không sang chậu thì cũng yên tâm luôn rồi đấy ạ. Mà hàng của Việt Nam mình thì có cái ưu điểm là về cô chú anh chị trồng thoải mái, treo tưới nước mà không sợ bị sốc nhiệt, không sợ bị rụng lá. Đó. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen rô xuân, hàng mặt hoa với những cái bông hoa cực kỳ là xinh đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Một chậu thì rất là nhiều thân luôn ạ. Một chậu thì cực kỳ là nhiều thân luôn ạ. Trong một chậu như thế này thì có thể là có những cái thân nó đang nở hoa như thế này rồi, và cũng sẽ còn có rất là nhiều thân mà nó đang hiện tại là đang cho nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, một chậu rất là xum xuê luôn. Thì ở đây thì em đây ạ, có những cái chậu này, như là chậu này chậu màu trắng này. Màu này là màu tím phớt hồng này, nói chung cái mặt bông rất là đẹp mà lại có hương thơm. Hoa của nó thì cực kỳ là bền luôn ạ. Dạ, cây thì vừa có nở hoa vừa thân có nụ nhá. Đấy, nói chung là đây là một trong những cái mặt bông đẹp và rất là đáng sưu tầm. Như cây này là hoa toàn bộ đen đô là màu trắng hết này. Đó, cái dòng những cái dòng mặt hoa này thì rất là đẹp. Và một cái chậu đen đô như vậy để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cái bông hoa đen đô đẹp cho sân vườn của nhà mình, và lại được thưởng thức ngay những cái bông hoa tuyệt vời và rất là thơm nữa. Em bán một cái chậu như thế này chỉ với giá có 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. 150.000 cho một cái chậu dendro này thôi ạ. Giá trên thị trường không dưới 180.000 cho những chậu dendro mặt hoa đẹp như thế này đâu ạ. Hay cô chú anh chị thích lấy màu hoa trắng hay là thích lấy màu hoa cánh tím phớt hồng này thì cứ báo em. Tất cả những cái chậu này thì đều có hương thơm nhá quý chị nhá. Và bên này đây sẽ là những cái chậu dendro, cũng là những chậu dendro. Những cái chậu dendro này thì thân căng mập nú luôn. Đó, những cái chậu này thì em nghĩ rằng là hoa nó sẽ khá là chuẩn Tết. Đấy, nở sẽ là rất là đều thân, đều cây, đều hoa luôn. Và một chậu như thế này em bán với giá là 160.000 cho một chậu này, rơi vào 5-6 thân hoa trở lên, rất là đẹp. Và sang bên này đây ạ, là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc, phải nói là siêu đẹp luôn cô chú anh chị này. Cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc với cái thân thắt đốt sáng bóng, và một chậu thì rất là nhiều thân. Chậu nào cũng như chậu nào, nên là cô chú anh chị không cần phải là chụp hình lại đâu cô chú anh chị nhé. Chậu nào cũng như chậu nào đồng giá và rất là đẹp ạ. Đảm bảo cho cô chú anh chị là có một mùa hoa đẹp một cách trọn vẹn nhất, những cái tác phẩm tuyệt vời để thưởng thức ở mùa xuân tới này. Hãy thân căng nuột với những cái giả hành căng bóng và nhiều giả hành đẹp như thế này. Với giá em bán chỉ có 160.000 cho một giò hoàng thảo chuỗi ngọc. Riêng dòng hoàng thảo chuỗi ngọc này nếu như cô chú anh chị mua hàng cân về thì cũng không phải là dòng dễ thuần đâu, em khẳng định luôn. Đấy, thì những cái chậu chuỗi ngọc như thế này về cô chú anh chị được ngắm những cái bông hoa rực rỡ tuyệt vời, mà lại có ngay một cái giò lan thuần rất là đẹp để mà dễ dàng chăm sóc ạ. Đây ạ. Có 160.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Chậu nào cũng như chậu nào luôn, khẳng định cô chú anh chị luôn. Là cô chú anh chị cứ yên tâm giúp em ạ. Và sang bên này đây ạ, là những cái chậu lan vũ nữ cá mập. Cây rất là khỏe và hương thơm thì phải nói là vô đối luôn cô chú anh chị ạ. Thơm nức luôn ạ. Cái dòng lan hương rất là thơm cô chú anh chị này. Đó, một cái chậu cá mập này hiện tại đang nở hoa, em cho vào trong nhà này. Buổi sáng, nhất là buổi sáng sớm dậy là toàn bộ cái không gian gần như là ướp toàn bộ mùi hương cô chú anh chị ạ, rất là thơm. Cái chậu lan vũ nữ cá mập với cái sắc hoa tím, cái sắc hoa tím đẹp một cách bí ẩn như thế này này cô chú anh chị này, rất là quyến rũ luôn này. Đó, làm vào một cái chậu lan như vậy hiện tại là đang có. Cây này nó sẽ bền, độ bền của nó khoảng tầm 1 tháng, hơn 1 tháng cho đến 2 tháng nhé, chú ý chị nhé, vô nữ cá mập ạ. Và dòng này thì nó cũng sẽ cho hoa quanh năm chứ không phải là cho hoa một mùa đâu ạ. Đấy, chậu xanh mướt và đang có hoa nở hoặc là đang có hai cái cần nụ. Thì em bán chỉ có 140.000 thôi, cái dòng lan vô nữ cá mập này. 140.000 thôi, từ trước nay thì cái dòng vô nữ cá mập này không dưới 160.000 cho một chậu đâu ạ. Sang bên này đây ạ, thơm nức luôn cô chú ý chị ạ. Ở đây mà đứng ở đây mà cái mùi hương thoảng lên thơm nức luôn. Rất là thơm. Sau bên này đây ạ, sẽ là những cái chậu kim long bào lá biên cô chú anh chị nhá. Những cây kim long bào lá biên rất là khỏe. Một cái chậu như vậy rơi vào 5
5, 4, 5, 6 cây rất là khỏe và đẹp luôn này. Đó. Và một chậu kim long bào lá biên như vậy thì em chỉ bán với giá có 260.000 cho một giò thôi. Dòng lan này thì cô chú anh chị không cần thưởng thức hoa, chỉ cần cho cái chậu sang một cái chậu mới ngắm lá không đã rất là sang chảnh và rất là đẹp rồi. Dòng lan lá biên hay còn gọi là lá phát tài, và đây là cái mặt bông của nó cô chú anh chị này. Đó. Mặt bông rất là đẹp nhá. Và ở trên thị trường thì đây ạ, cô chú anh chị thấy ạ, người ta bán không dưới 300.000 cho một chậu kim long bào lá biên này đâu ạ. Thì ở đây em bán có 260.000 thôi, cước vận chuyển 30.000 đến cô chú anh chị, chưa bằng cái giá của người ta bán ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan vũ nữ hồng lâu mộng nhé. Dòng vũ nữ hồng lâu mộng hay còn gọi là vũ nữ ngàn sao. Hiện tại thì mỗi một chậu là chi chít nụ hoa như thế này. Rơi vào 3-4 cần hoa trở lên ạ, đang chi chít nụ. Dòng hàng mà cũng hoa cũng rất là thơm. Giá em bán chỉ có 120.000 cho một cái chậu vũ nữ hồng lâu mộng này cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là cái mặt dòng lan trầm biên vàng ạ. Trầm biên vàng, một cái dòng lan mà đẹp từ thân lá, và cái mặt bông của nó thì phải nói là siêu đỉnh luôn. Trong tất cả những cái mặt bông trầm thì có lẽ cái mặt bông trầm biên vàng này là một cái mặt bông mà em cảm thấy là gần như là xuất sắc nhất cô chú anh chị ạ. Xuất sắc nhất bởi vì là cái dòng này này, hoa của nó là tím đậm và rất là sáng. Tím nhưng mà lại rất là sáng, và đặc biệt là hoa của nó cánh hoa tím như vậy. Lưỡi thì cũng rất là tím nhưng lại là kèm theo cái lưới đỏ, và môi của nó thì lại là môi tuyết, nên là cực kỳ là nổi bật luôn. Một cái mặt bông trầm rất là đẹp cô chú anh chị. Hiện tại thì cô chú anh chị thấy là những cái cây này đảm bảo cô chú anh chị là sẽ được ngắm những cái bông hoa quá là tuyệt vời. Khi mà nó sổ chắc chắn không làm cô chú anh chị thất vọng luôn. Chậu là một thân rơi từ 40 cm trở lên nhá cô chú anh chị nhá. Em chỉ có bán có 90.000 cho một giò thôi ạ. 90.000 cho một cái giò trầm biên vàng. Cái mặt bông chắc chắn không làm ai thất vọng về cái mặt bông của dòng trầm biên vàng này luôn ạ. Này đây sẽ là những cái chậu giả hạc di linh xuân nhé. Một chậu sẽ là hai thân. Đấy, chậu hai thân đen chùi chũi căng mướt như thế này, rơi từ 20 cm trở lên, với giá chỉ có 50.000 thôi cho một chậu. Một chậu lan bằng một bát phở luôn, được ngắm hoa đẹp, được một cây giống luôn. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu đây là những cái chậu giả hạc hồng ngọc, có 70.000 cho một giò giả hạc hồng ngọc như vậy này. Rơi vào 3 thân hoặc là 4 thân tùy cái thân ngắn rồi. Chậu 70.000 thôi ạ. Sang bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái lô hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em những cái nụ hoa, những cái thân lá rất là đẹp của nó ạ. Đã, một chậu hồ điệp lá biên lá phát tài như vậy nó sẽ có hai cái cần nụ cô chú anh chị nhé. Hàng này thì đây thực sự là một cái kết hợp rất là hoàn hảo giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá. Cái sắc hoa hồng, tím hồng rất là đẹp này. Một chậu như vậy sẽ là hai cần nụ nhé. Rất là khỏe luôn. Hoa này có thể sẽ nở được thưởng thức đến đến Tết. Khoảng tầm chắc là sau Tết dương lịch mới nở hoa cây này này. Hiện tại cây đang bắt đầu đi vào phân nụ rồi và có thể chơi hoa đến Tết luôn nhé. Một cái giò như vậy em chỉ bán có 60.000 cho một chậu thôi ạ. Hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Thân lá khỏe và cái nụ thì cực kỳ là căng luôn. Để đảm bảo cô chú anh chị có cái cây lan đẹp nhất để thưởng thức nhé. Sang bên này đây ạ là những cái cây càng cua. Những cây càng cua với hoa sắc hoa đỏ rực rỡ ạ. Hàng vừa nụ vừa hoa cô chú anh chị này. Đấy, vừa nụ vừa hoa. Có nụ nhỏ nụ lớn, nên là những cái chậu như thế này thì về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa trong cái thời gian rất là dài. Giá chỉ có 60.000 cho một chậu càng cua này thôi nhé. Cô chú anh chị nào mà thích cái mặt bông đỏ thắm như thế này có thể sưu tầm đấy ạ. Và sang bên này đây là những cây thiên nga, hoa cực kỳ là bền, dòng chuẩn thiên nga với cái hương thơm ngọt ngào quyến rũ ạ. Cô chú anh chị nào đã được thưởng thức mùi hương của thiên nga rồi chắc chắn là sẽ đều mê thôi ạ. Một cái chậu như vậy sẽ là một cái củ to đùng luôn này cô chú anh chị này. Một củ to đùng khỏe khoắn và đẹp như thế này. Hiện tại đang chuẩn bị là cho mầm mới cũng như là chuẩn bị cho hoa. Và một cái giò như thế này thì em bán với giá là 130.000 nhá. 130.000 cho một cái chậu. Và nó sẽ có, em có 3 màu sắc, đó là màu đỏ đốm này, màu xanh cốm và màu đỏ nâu nhá. Cô chú anh chị cũng có thể lấy những cái cây nó vừa tiền hơn ạ. Đây ạ, những cây như thế này cũng đảm bảo cô chú anh chị có được cái cây lan giống khỏe và đẹp này. Có 50.000 cho một chậu thôi. Cũng là hàng chuẩn thiên nga cô chú anh chị nhá. Nhưng cây này nó sẽ nhỏ hơn một chút ạ. Đấy, thì cô chú anh chị về trồng đến một năm thì chắc sang năm cũng sẽ được cây to như cái cây mà em đã bán bên kia thôi. Cũng có 3 màu sắc, đó là đỏ đốm, xanh cốm và đỏ nâu. Đấy, tùy cô chú anh chị lựa chọn. Tùy cô chú anh chị lựa chọn ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiếm Phan Trí, hàng gieo hạt của rừng Việt Nam mình. Một chậu là rất là nhiều thân như thế này.
và có những cái giò lan mà đã nở hoa chuẩn, hoa vàng rất là xinh như vậy nhá. Giá em bán chỉ có 110.000 cho một cái chậu kiếm Phan Trí hàng gieo hạt ở đây ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu địa lan Sato. Địa lan Sato thì hôm nay em còn có hai chậu duy nhất thôi ạ. Chậu này em gọi là chậu số 1 nhá. Hiện tại có 2 này, 4, 6, 7 cần hoa. Chậu này có 7 cần hoa nhá. Và em xin phép được bán với giá là 300.000 cho cái chậu 7 cần hoa này. Đó, 7 cần hoa. 7 cần hoa với những cái cần hoa to mập nú luôn. Và giò bên này thì có bao nhiêu cần hoa đây? 1, 2, 3, 4. Và một cái cần hoa này đang nhú nữa là 5 cần hoa. Cái giò này thì nó cũng bị lỗi vài nụ ở đây ạ. Do vận chuyển về thì nó bị dập mất vài nụ. Đấy, nên là cái giò này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 250.000. Và cô chú anh chị thấy là cái giả hành cực kỳ là bự và đẹp luôn cô chú anh chị này. Đấy, những cái giò này thì về cô chú anh chị vừa được thưởng thức hoa, vừa được cây giống rất là đẹp luôn. Như như cây nhà em hiện tại là năm trước em lấy về chơi thì hiện tại là có đến 10 cần hoa luôn nhé. Mà cái hàng mà trồng thuần tại nhà em thì hoa thực sự phải nói là rất là đỉnh luôn. Hoa của nó nở căng chứ không có nở xòe như kiểu như là cái hàng mà mình khi mà mình nhập về chơi Tết đâu ạ. Thực sự luôn là hoa nó cực kỳ là đẹp. Đấy, cái chậu này thì em bán 250 này, chậu bên này 7 cần hoa với giá 300.000. Và tiếp sang bên này là rất là nhiều những dòng hàng hoa đẹp và những cái cây lan hoa nở Tết với cái giá phải nói là vô cùng là rẻ luôn nhé. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị. Trước tiên sẽ là những cái hình cáo, dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Những cái chậu đã trồng thuần ổn định như thế này, về cô chú anh chị treo lên để sang xuân là cô chú anh chị có giò lan bắt đầu nhú nụ và được thưởng thức những bông hoa dáng hương đuôi cáo, cần hoa dài tít tắp đẹp. Rồi đấy ạ, cái hình này em gọi là hình số 1 ạ. Hình số 1 này có 5 cây dáng hương đuôi cáo của chú anh chị nhé, khỏe đẹp ạ. Giá chỉ có 210.000 thôi cô chú anh chị này cho chậu dáng hương đuôi cáo số 1. Dáng hương đuôi cáo số 2 ạ. 2 4 cũng là 5 cây. Giá em bán là 220.000. 220.000 nhá. Tiếp theo sẽ là dáng hương đuôi cáo số 3, cũng là 220.000 này cô chú anh chị nhìn này. Cái chậu lan khỏe và rất là đẹp, nhiều cây, 2 4 5 cây. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 5 4 này. Chậu số 4. Chậu số 4 này thì em bán với giá là 220.000 ạ. 220.000, chậu này có rất là nhiều cây nhé của chú anh chị nhé. Cây cứng cáp của chỗ em thì không có bón tưới nhiều nên là nhìn cây có phần nó hơi cằn cỗi. Những cây như thế này đảm bảo là sẽ cho hoa rất là đẹp luôn. Sang bên này đây sẽ là giả hạt Hawaii. Hawaii, cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì biết cái giá trị của dòng Hawaii rồi đúng không ạ? Một vài bông nở thôi thì cũng cả cái không gian là ướp hương thơm rồi, chứ còn chưa nói. Nên là cái giả hạt Hawaii trước đây là mỗi một thân cũng hơn 100.000 cho một thân. Đấy, thì bây giờ ạ, nhưng mà bây giờ cái thời điểm bây giờ cái giá của nó thì phải nói là quá rẻ luôn. Đây ạ, cả một cái chậu hình số 5 này này, phải mười mấy thân tất cả nhá. Một cái chậu sum suê như vậy vì giá chỉ có 150.000 thôi ạ. Chậu số 5, chậu số 6 này, 140.000 thôi. Chậu số 7 cũng là 140.000 thôi, Hawaii nhé. Chậu số 8 này, chậu này em xin phép bán 150.000 với những thân rất là dài. Và chậu số 9, 140.000 ạ. Thân cũng là dài đẹp nhé. Và chậu số 10, chậu số 10 thì một cái thân này phải nói là rất là khủng luôn. Nó dài hơn 1 mét luôn cô chú anh chị này. Chậu này này. Chậu này em gọi là chậu số 10 đây nhé cô chú anh chị nhé. Thân Hawaii đây ạ. Có những cái thân mà nó khi mà đạt đến độ to đẹp như thế này, nó dài cả đến 1,5m, 2m luôn. Em bán cái giò này với giá là 160.000. Và hình tiếp theo, hình 11, 140. Và hình số 12 ạ, cũng với giá là 150 này cô chú anh chị này. Đó, chỉ cần một vài bông nở thôi đã cực kỳ là thơm rồi. Cả một cái giò như thế này thì khi mà nở hoa thì nó là tuyệt vời luôn. Và cái dòng này cũng là dòng chủ hoa Tết nhé cô chú anh chị nhé. Sau hình tiếp theo sẽ là giả hạc Pháp ạ. Giả hạc Pháp thân căng mướt luôn. Giả hạc Pháp thì dòng này cũng là dòng hoa nở Tết ạ. Về những nơi ấm áp chắc chắn là sẽ nứt nụ luôn rồi. Đó. Cái giò số 13, giả hạc Pháp. Giả hạc Pháp. Cái dòng này thì không phải là cái dòng lan mới gì rồi. Quen thuộc rất là lâu rồi. Em bán giò giả hạc Pháp này với giá chỉ có 160.000 thôi ạ. Và hình số 14 này cũng là 160.000, hình số 15 thân căng cực kỳ là đẹp luôn. Em bán là 170.000 và hình số 16 150.000. 150.000. Và hình số 17 cũng là 150.000 ạ. 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ là những cái thân trầm rồng đỏ cực kỳ là VIP đẹp luôn.
Trầm rồng đỏ thì em không phải giới thiệu nhiều rồi ạ. Bằng máy lâu bán trầm rồng đỏ, cái dòng hoa chơi Tết từ cái lúc thân vài 300.000. Đấy. 1-2 năm trước đây thân 300.000. Cái dòng này thì hoa đỏ thắm. Bông hoa cực kỳ là to luôn, cái dòng trầm rồng đỏ này này. Đấy. Một cái mặt đông mà đã được nổi cực kỳ là nổi tiếng rồi, một cái mặt bông trầm rồng đỏ này này. Và hiện tại ạ, là cả một cái chậu trầm rồng đỏ hình số 18 đây cô chú anh chị. 6, 7, 8, 5, 6 thân gì đó đều tăm tắp luôn, khoảng tầm 45-50 sen cho một thân luôn ạ. Cả một giò như thế này có thể cho cô chú anh chị một tác phẩm luôn, với giá chỉ có 140.000 cô chú anh chị nhé. 140.000 thôi cô chú anh chị ạ. Trồng chăm sóc thôi còn khó đúng không ạ? Quá là rẻ luôn cô chú anh chị này. Chỉ chít thân một cái giò như thế này. Giò như này trước đây phải tầm 1 triệu, hiện tại còn có 130.000. Mà bán đã rẻ rồi thì thôi lại còn không phải rẻ mà không đẹp đâu ạ. Mà đã rẻ rồi thôi thì mặt hoa cực kỳ là đẹp và thơm nữa cô chú ý chị nhé. Nên là những cái chậu lan như thế này thì mình không chơi thì chơi những cái gì đúng không ạ? Chậu tiếp theo là ba thân to huỳnh luôn ạ. Thân dài trên 50 cm hết, ba thân rất là to và VIP đấy ạ. Giò này em xin phép được bán với giá cũng là 130.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Hình số 20 này. Cái giò này thì thôi rồi cô chú anh chị, xách lên còn nặng, xách lên nặng chịu luôn. Cái công, bao nhiêu cái công chăm sóc luôn cô chú anh chị nhá. Cái giò này thì có hai thân trầm rồng đỏ rất là to ở đây này. Có lẫn thêm vài cái thân phi điệp hay là Hawaii hay gì đó. Nhưng mà đại khái là một chậu cực kỳ là khủng như thế này. Đấy, thì em bán với giá chỉ có 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. 150.000 thôi ạ. Có hai thân trầm rồng đỏ rất là to, có lẫn vài cái thân Hawaii hay là phi điệp gì đó nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 21. Đây, hình 21, 4, 5 thân. Nặng trịch cực kỳ là VIP và đẹp luôn ạ. Những cái mắt nụ bắt đầu là nổi dần dưới thân rồi đấy ạ. Chậu này quá đẹp luôn. Em bán với giá chỉ có 5 thân nhá. 5 thân có 2 thân phải dài tầm 70 cm. Có 3 thân dài khoảng tầm 45-50 cm. Giá chỉ có 150. Đấy, 150 cho chậu lan tuyệt vời như thế này. Sang hình tiếp theo ạ. Là hình số 21A này. Đây, giò 21A nhé cô chú anh chị nhé. Cái giò này em xin phép được bán với giá chỉ có 120.000 thôi. 21A 120.000 nhé. Và tiếp theo sẽ là hình 22 này. 120.000 cho chậu này cũng là 3-4 thân nhé. Tổng là 4 thân ạ. 120.000. Trước đây thân 300.000, bây giờ cả một cái chậu như thế này. Đó. Lan thì quá là đẹp, mặt hoa thì quá là đẹp, mà giá thì phải nói là siêu rẻ luôn. Cái chậu này là cái chậu 23 120.000, chậu 24 110.000, 110.000 và chậu số 25. Chậu 25 đây ạ. Nhanh tay sưu tầm nhá, sau lô này chắc là không có hàng rẻ như thế này nữa đâu, nó quá là rẻ đi rồi ạ. 25 110.000 ạ. 26 hai thân to bự luôn ạ. Cũng là 110.000 ạ. 110.000 đấy cô chú anh chị nhá. Hiện tại ngay có những cái nhà vườn ngay mỗi một thân người ta bán tầm khoảng tầm 60 rồi đấy ạ. Đấy. Hai thân này có 110.000. Và sang bên này đây sẽ là trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi, trầm thanh củi hay gọi là trầm cổ nhá. Sở dĩ gọi là trầm cổ bởi vì cái dòng trầm thanh củi này này nó có giống từ rất là lâu rồi, một cái mặt bông mà nhiều người, rất là nhiều người muốn ao ước muốn sở hữu trước đây, bởi vì trước đây mỗi một thân rất là đắt cô chú anh chị ạ. Đấy, cái thân của nó này khi mà nó còn non ấy thì nó sẽ xanh và càng già thì nó sẽ dần dần chuyển sang xoắn đỏ. Cái thân thì to như cái ngón tay cái luôn, khi mà cô chú anh chị trồng đạt có thể cao hơn tầm 1,5 m. Đây, cái chậu này thì ba thân rất là VIP này cô chú anh chị này. Đây em giới thiệu cái chậu này trước đi ạ. Chậu này là chậu 27 nhá. Chậu này phải rơi vào tầm 6-7 thân gì đó. Này cô chú anh chị nhìn cho em thân ạ. Xoắn đỏ rất là đẹp luôn. Và mặt hoa của nó cũng đỏ rất là đỏ đậm nhé. Hoa vừa to vừa đỏ đậm rất là đẹp luôn. Cái hình 27 này chỉ có 140 thôi cô chú anh chị này. Hình tiếp theo ạ. Là hình số 28. Ba thân siêu VIP to hơn cái ngón tay cái của em luôn ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 150.000. Đấy là giò 28. Giò 29 này em cũng bán 140. 140 cô chú anh chị nhá. Một cái tác phẩm lan tuyệt vời luôn ạ.
Em quay sát để cô chú anh chị có thể nhìn thấy là cái thân của nó xoắn đỏ rất là đẹp này. Tiếp theo sẽ là hình 30, 140.000, cũng là ba thân rất là đều đấy ạ. Lúc đầu thì em định bán là bán tại vì nó quá rẻ mà, định không chia hình đâu ạ. Nhưng mà ở đây thì đây nhiều cô chú anh chị cứ không biết là mình sẽ được chậu lan như thế nào nên là em chia hình ra như vậy để cô chú anh chị dễ lựa chọn này. Ba thân rất là đều, giá 140. Hình tiếp theo sẽ là hình 31, tùy cô chú anh chị chọn thôi ạ. 31 nhiều thân. Nhiều thân thì nó sẽ nhỏ hơn một chút, 140.000, chậu này 6 thân. Đấy, chậu này cũng 6 thân rất là cao này. Chậu tiếp theo là chậu số 32 ạ. 2, 4, 6 cũng là 6 thân rất là đều đấy ạ. Cây cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuống lá rồi đây. Chậu này em cũng xin phép được bán với giá là 150.000 nhá. Và tiếp theo sẽ là chậu 33 này. 33 đây cô chú anh chị. Chậu nào cũng như chậu nào quá là đẹp luôn. Có 100, chậu này em cũng xin phép được bán với giá 140.000. 140.000. 4 thân dài trên 50 hết, 560 hết. Tiếp theo là hình số 34, cực kỳ là đẹp. 34 cực đẹp luôn, dài có thân dài 7-80 cm luôn. Cái chậu này thì là già là có 4 thân. To đẹp luôn, cái giò này em xin phép được bán 160.000 cô chú anh chị nhá. Em nằm nó xuống đây cô chú anh chị, tại vì quay cao nên là cô chú anh chị không nhìn thấy được hết đâu ạ. 160.000 cho giò này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 35. Chậu rơi vào 7-8 thân gì đó nhá. Bây giờ em bán là 150.000, chắc phải tầm có khi phải đến 10 thân đi chứ. Cực kỳ là xung xuê luôn. Và bên này sẽ là điệp tím của vùng Cao Bằng này cô chú anh chị này. 36 điệp tím vùng Cao Bằng, giò này cô chú anh chị. Trời lan lâu thì biết mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng rồi đấy ạ. Mặt bông vùng hoa vùng núi đá vùng Cao Bằng với những cây điệp tím vùng núi đá, lá nhựa và bông hoa, lá nhựa dày và bông hoa cánh sáp bóng, môi tuyết rất là đẹp luôn. Đây những cái giò này đảm bảo cô chú anh chị có một cái giò lan xuân rất là đẹp luôn. Em bán có 210.000 ạ. Là cái hình số 36 nhá, hình 37 này. Cái chậu 37 này em bán với giá là 100.000. Và hình số 37A chứ. Cái chậu này em gọi là 37A đấy ạ. Hai thân mú luôn. 120.000. 39 ở đây sẽ là những cái giò kiếm hàng chuẩn mặt bông nhé cô chú anh chị nhá. Một trong những cái mặt bông gọi là đẹp nhất trong những cái mặt bông của dòng kiếm đấy ạ. 180.000 cho chậu 38 này. Đây là cái dòng kiếm vàng cánh chim ạ. Và hình 39 là trắng hạ long, một cái giò sum xuê như thế này, 400.000. Nói chung là cái hàng kiếm, đây là những cái mặt bông kiếm gọi là đứng hàng đầu trong các mặt bông kiếm. Nó là dòng kiếm đột biến mà giá thì rẻ như là cái dòng kiếm thường luôn. Bên này đây sẽ là chậu bình an kiếm ạ. Bình an kiếm, cái chậu số 41, em bán 300.000. 42 cũng là bình an kiếm, 180.000. Và 43, đây là cái chậu trắng Thái Nguyên, ba thân này 180.000. Và sang hình 44 là Taiwan 4, một trong những mặt bông kiếm gọi là đẹp nhất trong tất cả các mặt bông của dòng kiếm Thái đấy ạ. Taiwan 4, 300.000. Và sang bên này thì em có những cây kiếm, đây là cây kiếm hồng hoàng ạ. Kiếm hồng hoàng hay kiếm đỏ đây nhỉ? Cái này hình như là cái kiếm hồng hoàng. Kiếm hồng hoàng em bán là 80.000 trong 1 kg cô chú anh chị nhé. Hàng vừa về xong ạ. Bên này đây sẽ là kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng ạ. Ngắn nhỏ nhưng siêu có võ luôn. Cực kỳ là sai bông cô chú anh chị, nhanh tay sưu tầm. 210.000 cho 1 kg. Hàng về cực kỳ là ít này cô chú anh chị này. Về rất là ít luôn. 210.000 cho 1 kg nhé. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Một cái mặt bông mà ai đã ngắm thì chắc chắn là đều mê ạ. 170.000 cho 1 kg gà tròn của vùng Cao Bằng nhé. Sang bên này đây sẽ là những đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Nấm hương rừng ạ. Đặc sản của vùng Nguyên Bình Cao Bằng đấy ạ. Với giá em bán là một túi như vậy nửa kg là 140.000. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá là 170.000 cho một túi nửa kg. Măng mầm ạ. Cô chú anh chị nào mà được thưởng thức chắc chắn là sẽ vô cùng là hài lòng. Đảm bảo măng sạch, phơi khô một cách tự nhiên, không chất bảo quản. Giá em bán 200.000 cho một túi 1 kg. Mà bên này sẽ là chuối hột khô. Giá em bán là 100.000. Và dễ mũ tình với giá 100.000. Nấm ngọc cẩu
À dễ mỗi tầm là 120 đúng không? Cầu 150. Tầm gửi cây xanh em bán 220, hoa tinh em bán 200 ạ. Cái này sẽ là những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size luôn, 1234 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg. Giớn vụn 40.000 trong kg, rêu rừng là 50.000 trong kg nhé. Atonic 10.000 cho một gói, duy xanh 50.000 và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Chất 2 hormone tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ. Siêu dơ dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Cắt tan đặc trị thối nhũn với giá là 35.000 cho một lọ này. Bên này đây sẽ là thuốc đặc trị côn trùng với giá là 90.000 cho một lọ. Kin Kin Bun cũng là đặc trị thối nhũn ạ, với giá em bán 25.000 cho một gói Kin Kin Bun này nhá. Dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng, 35.000 cho một cuộn dây buộc lan này. Và phân bón dạng túi lọc với giá 35.000 cho một cái hộp phân bón túi lọc này. Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm ạ, 35.000 cho một túi, 50.000 cho một túi 1kg và một túi như hộp như vậy là 1kg với giá là 130.000. Và phân bón chùm quế nguyên chất dòng cao cấp đã khẳng định thương hiệu với giá 35.000 cho một túi như vậy. Đặc biệt sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu và đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng 2 tháng ạ. Em bán cái sản phẩm này với giá là 35.000, một cái sản phẩm em nghĩ rằng là cực kỳ là hoàn hảo khi cô chú anh chị sử dụng nó. Thứ nhất là ngoài cái cung cấp dinh dưỡng một cách tối ưu, nó cung cấp dinh dưỡng một cách tối ưu thì nó còn cực kỳ là lành tính. Cô chú anh chị thoải mái trộn với cả giá thể bón một cách trực tiếp cho cây nhé. Cung cấp dinh dưỡng tối ưu bởi vì là nó không chỉ có phân trâu còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa. Rất là lành tính, thoải mái bón mà không sợ bị đen đầu rễ ạ. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá 40.000 cho một lọ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn. Đây là sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên, từ cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng nên cô chú anh chị yên tâm cho em. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép được dừng clip ở đây nhé.